Khi đệ đơn ly hôn với ông chồng tổng tài bá đạo Tống Lạc Phàm, Ma Kỳ đột nhiên có khả năng đọc tâm trí của anh ta. Bên ngoài Tống Lạc Phàm trông bình tĩnh, nhưng ở trong lòng thực chất đang vẽ ra 7749 cốt truyện ngược văn máu chó. Nghe ông chồng đang sắp đặt tình tiết cho bản thân, bị tông xe, mất trí nhớ, rồi mắc bệnh nan y đủ thể loại. Mà kỳ sợ hãi quải đạn xé đơn ly hôn. Hay là không ly hôn nữa? Tống Lạc Phàm gật gù, trong đầu anh liền đổi lại kịch bản nhẹ nhàng ngọt sủng. Câu chuyện hài hước này sẽ diễn tiến tiếp theo như thế nào? Cuộc hôn nhân của Ma Kỳ và Tống Lạc Phàm liệu còn có thể được cứu vãn? Mấy quý khán thính giả cùng đón nghe nhé. Thời hạn của cuộc hôn nhân thương mại với Tống Lạc Phàm sắp đến, Ma Kỳ chủ động đề nghị ly hôn, bởi vì cô cảm thấy hội chứng tổng tài bá đạo của thằng cha này hơi nghiêm trọng, cô không thể chịu đựng được nữa. Thỏa thuận ly hôn được đề xuất rất công bằng, mỗi người lấy đi phần của riêng mình, không ai chiếm lời của ai. Tống Lạc Phạm nhìn chăm chăm vào thỏa thuận ly hôn trên bàn, kinh ngạc đến xuất thần. Mặc Kỳ đang muốn lên tiếng thúc giục, bên tai lại truyền đến thanh âm của Tống Lạc Phạm. Hai năm hôn nhân, tôi thủy chung chưa từng động lòng với hắn, cũng chưa bao giờ nhìn thấy tình yêu âm thầm ẩn sâu của Tống Lạc Phạm. Ly hôn thì ly hôn, sao còn viết tiểu thuyết nữa cha? Mạc Kỳ đang định mở miệng chửi Tống Lạc Phàm bị khùng, lại phát hiện anh ta còn đang xuất thần, nãy giờ chưa hề mở mồm ra. Là sức khỏe tinh thần của cô bất ổn, hay là ngôi nhà này dính chuyện tâm linh? Đã sớm bảo anh ta đừng mua nhà to như vậy, bây giờ còn chúng ta lại trả lỗ. Mạc Kỳ hoảng sợ nhìn quanh tứ phía, lại nghe thấy giọng nói của Tống Lạc Phàm. Tôi không biết rằng sở dĩ Tống Lạc Phạm đồng ý lưu hôn là bởi vì hắn đã bị bệnh nghiêm trọng thời gian không còn nhiều ồ kịch bản bệnh nan y mà kỳ thăm dò hỏi ông xã anh không khỏe hả đến bệnh viện khám chưa chẳng lẽ tống lạc phàm bị bệnh nan y thật muốn giả thành thế lực tâm linh để nhắc nhở cô tống lạc phàm lấy lại tinh thần nhẹ nhàng nói anh không sao mà kỳ thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ chắc dạo này đọc tiểu thuyết nhiều quá tống lạc phàm lại lên tiếng Chật tự nhiên bị gián đoạn, bịa tới đâu rồi ta? À đúng rồi, hắn bị bệnh nan y và quyết định trả tự do cho tôi. Thấy vẻ mặt Tống Lạc Phàm vẫn không đổi, cuối cùng Ma Kỳ cũng nhận ra rằng những gì cô vừa nghe được dường như là tiếng lòng của Tống Lạc Phàm. Câu chuyện của Tống Lạc Phàm được viết tiếp. Cuối cùng tôi cũng biết chân tướng, nhưng mọi chuyện đều đã muộn màng, hai người giờ đây đã âm dương cách biệt. Cả người cô trong trạng thái sợ vãi đạn, không bạn ơi, ly hôn thì ly hôn, tưởng tượng thì tưởng tượng, sao mà lại tưởng tượng cô hoảng luôn thế này? Mạc Kỳ bắt đầu dối rắm có nên đưa Tống Lạc phàm đi gặp bác sĩ tâm lý hay cả hai đứa nên đi khám chung? Ly hôn vào thời điểm thần kinh của Tống Lạc phàm bất ổn thì có hiệu lực không nhỉ? Mạc Kỳ từng chút một thu lại thỏa thuận ly hôn. Này, em đột nhiên nghĩ đến một quy định sở hữu chó còn chưa viết rõ ràng, anh chờ em chỉnh cho xong đã dù cuộc hôn nhân này không mấy hạnh phúc nhưng khi gia đình cô gặp khó khăn nhất chính tống lạc phàm đã ra tay giúp đỡ nhà bọn họ bây giờ chuyện như thế này xảy ra với anh cô không thể bỏ đi được quan trọng nhất cô có chút hứng thú với mấy kịch bản mà tống lạc phàm biên soạn mà khi thu hồi đơn ly hôn và bước ra khỏi cửa với lúc sắp đẩy cửa ra diễn biến tâm lý của tống lạc phàm tiếp tục chuyển biến anh nói được rồi Em ấy chắc vẫn không nỡ ly hôn với mình Mình không cần vắt óc lấy cớ không ly hôn Vậy kết cục nên sửa lại một chút Biến thành cuối cùng phát hiện bệnh nan y chỉ là hiểu lầm Hai người cũng tỏ rõ lòng nhau Sau đó tổ chức hôn lễ thế kỷ Để quan sát trạng thái tinh thần của Tống Lạc Phàm Mỗi ngày Mạc Kỳ đều tìm cớ ở gần anh Nhưng không biết có phải dạo này anh không có cảm hứng hay không Mạc Kỳ chỉ có thể thấy Tống Lạc Phàm nghĩ trong lòng kỷ niệm ngày cưới nên tặng quà gì. Nên làm thế nào để củng cố hình tượng tổng tài bá đạo trước mặt cô vợ nhỏ là cô. Còn phải xử lý trợ lý ngu xuẩn bỏ hợp đồng vào máy hủy tài liệu ra sao. Suy nghĩ một đống thứ nhưng lại không viết kịch bản nữa. Mà kỳ nghĩ chắc là mình đã nghĩ nhiều rồi nên quyết định đệ đơn ly hôn một lần nữa. Lần này cô bày tỏ chân thành. Em rất biết ơn anh đã giúp đỡ gia đình em vào lúc đó, cho nên em không thể níu chân anh thôi thì vẫn là ly hôn đi mạc kỳ nhìn thấy tống lạc phàm cau mày sau đó giọng nói trong đầu của anh truyền đến tai cô tại sao em ấy lại muốn ly hôn em ấy không thích phong cách của mình sao cô sửng sốt vội vàng an ủi anh đương nhiên không phải em không thích anh sau khi ly hôn chúng ta vẫn có thể làm bạn ánh mắt tống lạc phàm dừng trên người cô ra vẻ ngầu lòi và nói anh không thiếu bạn lập tức ở trong lòng bổ sung nửa vế sau nhưng thiếu vợ cô chống hông chất vấn anh anh có ý gì không ly hôn lại không nói yêu cô đem tiếng lòng nói ra sẽ chết hả hả tống lạp phàm nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay anh phải đi họp chuyện ly hôn trở về rồi bàn tiếp cô vừa định giữ anh lại chợt nghe thấy trong lòng anh nghĩ mình cũng đâu có nói chừng nào họp xong đâu để lát nữa bảo bọn họ sắp xếp thêm vài cuộc họp nữa mới được Mình thông minh tuyệt đỉnh quá đi Tống Lạc Phàm vừa lải nhảy trong lòng vừa xuống lầu Cô đi theo sau để xem anh đang nghĩ gì Cô dọn dén bám đuôi một hồi Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Tống Lạc Phàm cuối cùng vẫn không thể xua tan mong muốn ly hôn của tôi Vì vậy hai người đã đến cục dân chính để nộp đơn ly hôn Ồ, lần này có chuyện đã tiến triển tới lúc ly hôn sau khi ly hôn ở cục dân chính tôi nói cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa tống lạc phàm nhìn theo bóng lưng rời đi không chút do dự của tôi trong lòng buồn man mác mà kỳ lại phát hiện được lỗ hổng trong kịch bản tống lạc phàm đúng là không có kiến thức thưởng thức không biết rằng phải trải qua giai đoạn hòa giải không được thì mới ly hôn xong sao bởi vì tâm lý bất ổn lúc hắn băng qua đường bị xe tải chạy nhanh tông trúng trời ơi rốt cuộc là đứa nào dạy tống lạc phàm dùng tên cô để viết chuyện vậy còn toàn chọn cho cô thiết lập nhân vật nữ thảm dữ luôn ma kỳ vừa chửi bới ở trong lòng vừa đi theo tống lạc phàm trong lúc không chú ý lại va phải anh ta ma kỳ vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy tống lạc phàm không chớp mắt nhìn cô chằm chằm có việc gì sao tiếng lòng của tống lạc phàm lại vang lên lại muốn đề cập đến chuyện ly hôn là mình bày ra kết cục cho mình còn chưa đủ thảm sao Quả nhiên đàn ông không được yêu thương là kẻ đáng thương nhất. Hay là đổi tai nạn xe cộ thành một vụ nổ mới được. Mạc kỳ sợ đến nỗi suýt rơi nước mắt. Không muốn ly hôn thì cứ nói thẳng đi. Sao anh tự tạo cho mình tình tiết như thế hả? Mạc kỳ cũng không biết có nên khen tống lạc phàm thương cô ghê không. Vết thương của anh có nặng đến đâu cũng không viết ra cho cô chút thương tổn nào. Thật đúng là. Chú đáo cực kỳ. Thầy Tống Lạc Phàm còn đang nhìn cô chằm chằm, Maki nở một nụ cười, giúp anh chỉnh lại cổ áo. "Không có gì, đi đường cẩn thận, em chờ anh về ăn cơm." Tống Lạc Phàm mỉm cười với cô. Khoảnh khắc anh quay mặt đi, tiếng lòng anh truyền đến tai cô rất rõ ràng. "Tốt quá rồi, không phải ly hôn. Vậy thì kết cục sẽ là sau khi bình phục vết thương, tôi cuối cùng cũng thay đổi quyết định, thú nhận tình cảm của mình với Tống Lạc Phàm." Không được, không đủ ngọt, vẫn nên thêm vào một đoạn nữa. Một tuần sau, Mạc Kỳ đem theo cặp mắt thâm quần hộ tống Tống Lạc Phàm đến một bữa tiệc. Không phải cô muốn thức khuya, mà là vì ham muốn sáng tác của Tống Lạc Phàm quá dữ dội. Mỗi khi cô đưa đơn ly hôn cho anh ta, anh ta sẽ bịa ra đủ loại kịch bản chuyện ngược với cái kết thảm. Thái độ của cô đối với anh ta tốt hơn một chút, Tống Lạc Phàm sẽ bịa ra kịch bản chuyện ngọt sủng. Từ thanh xuân vườn trường cho đến tổng tài bá đạo, thể loại nào cũng có đủ. Nhờ phúc của anh, cô đã không phải mở mạng đọc tiểu thuyết suốt một thời gian dài. Tống Lạc Phàm đứng trước gương chỉnh lại cổ áo. Mạc Kỳ ngồi trước bàn trang điểm, dặm đi dặm lại để che phủ quần thâm mắt. Vốn dĩ không che được, đã khiến cô phiền vãi trưởng. Tống Lạc Phàm lén lút nhìn cô qua gương. Trời ơi, dưới mắt em ấy, thâm quần đậm quá. Tối hôm qua ra ngoài ăn trộm trâu hay gì? Tuyết che khuyết điểm trong tay cô sắp bị bóp nát. Nhìn Tống Lạc Phàm trong lòng đang suy nghĩ hầm bà lằng, nhưng trên mặt lại không lộ ra tí tẹo biểu cảm nào, cô tức mà không biết chút vào đâu. Tên chó này, mỗi ngày viết kịch bản ngôn tình không cho ai ngủ nghe, giờ còn có mặt mũi chê cô quầng thâm mắt đậm. Có lẽ sát khí trong mắt Mạc Kỳ quá đậm, Tống Lạc Phàm nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi cô, Em sao thế? Có chỗ nào không ổn sao? Mạc Kỳ không nói gì, Tống Lạc Phàm lại bắt đầu, Ánh mắt kỳ kỳ hình như có sát khí Hay là mình nhìn lén em ấy lộ quá ư Không được Phải tém tém lại Lời còn chưa dứt Đã nhìn đi chỗ khác Để khiến mình trông tự nhiên hơn Anh ta tiếp tục sửa sang lại cả vạt Cuối cùng vẫn không sửa được cái vẹo gì Mắt thấy Tống Lạc Phàm sắp xiết cổ mình đến tắt thở Cô vội vàng đứng dậy giúp anh Do Tống Lạc Phàm thực sự có tài năng thắt nút chết Hơn nữa móng tay của cô đang không tiện Khoảng cách giữa cả hai được kéo gần thậm chí cô còn nghe được tiếng tim tống lạc phàm đập người kỳ kỳ thơm quá thật muốn hôn em ấy mình nhớ kỳ kỳ rất thích tổng tài bá đạo vậy giờ mình nói như thế nào mới hôn được em ấy đây chắc là nói người phụ nữ này tôi muốn hôn em tống lạc phàm hít một hơi sâu mở miệng nói người phụ mạc kỳ vội vàng ngắt lời anh cầm miệng vẫn sợ không dọa mõm được tống lạc phàm mạc kỳ tăng lực giết ở tay lại tống lạc phàm ho khan dữ dội anh sắp bị em giết chết rồi mạc kỳ vô thức buông tay ra có lẽ là cảm thấy hình tượng tổng tài bá đạo của mình hơi sụp đổ sắc mặt tống lạc phàm có chút mất tự nhiên vừa nãy em ấy nghĩ gì vậy mạc kỳ đang nghĩ khi nào mới chữa được bệnh tổng tài bá đạo cho tống lạc phàm nhưng cô không thể nói ra mạc kỳ thuận miệng lấy cớ qua loa với tống lạc phàm tôi cảm thấy hôm nay anh ăn mặc điển trai như thế này trông rất giống tổng tài bá đạo nếu ít nói lại thì càng tuyệt vời hơn nữa tống lạc phàm nhíu mày cô nghĩ rằng anh nghe hiểu ý cô ngay cả ngụy biện như thế nào cũng đã nghĩ xong nhưng tống lạc phàm nhìn mình trong gương một lúc lâu sau mới nói bộ đồ này em chọn đúng là không tệ anh lại cho rằng cô đang khen quần áo nút thắt chết không thể tháo được cô mất kiên nhẫn và xoay người đi lấy kéo lúc trở về bắt gặp tống lạc phàm còn đang đứng trước gương ngắm nghía mình kỳ kỳ nói mình rất giống tổng tài bá đạo mình đẹp trai như vậy sao có điều mình đã xác nhận được đúng là em ấy thích phong cách tổng tài bá đạo xem ra sau này phải phát huy phong cách này Loại xoẹt một tiếng cà vạt của tống lạc phàm bị mặc kỳ cắt đứt anh nhìn vào chiếc cà vạt rơi trên mặt đất có hơi buồn Mạc kỳ cố gắng một hồi vẫn không nghe được tiếng lòng tống lạc phàm đành phải mở miệng trước. Cả vạt còn nhiều lắm, anh đi đổi một cái khác đi. Tống Lạc Phàm không nhúc nhích, vẫn nhìn chăm chăm vào cái cà vạt trên mặt đất. Nhiều đâu ra, rõ ràng chỉ có mỗi cái này. Em chỉ mua cho anh mỗi một cái này. À, do cô chỉ mua cho anh một chiếc cà vạt này thôi hả? Sợ Tống Lạc Phàm quá đau lòng, mà kỳ vội vàng đền bù. Ngày mai em sẽ đi mua cho anh một cái mới. À không, mua hai cái luôn. Anh nhìn cô vài giây Sau đó đưa tay vỗ vỗ bả vai cô Được em vất vả rồi Sau tự nhiên đổi sang phong cách Bác cán bộ rồi Tống Lạc Phàm nhặt chiếc áo khoác bên cạnh Mặc vào tay chân bước đều ra ngoài Khà khà Bà xã muốn tặng mình cà vạt mới Quá là vui Muốn mỗi ngày ôm cà vạt ngủ quá Mà kỳ nhịn không được Phải phi cười một tiếng Ôm cà vạt ngủ Chắc sáng hôm sau dậy anh sẽ lục tung cả cái nhà lên tìm nó mất. Ma Kỳ khoác tay Tống Lạc Phàm vào phòng tiệc, tuy rằng cô không biết ai trong số mấy người này, nhưng vẫn tươi cười đi theo bên cạnh Tống Lạc Phàm. Tống Lạc Phàm đưa cho cô một ly rượu, "Nếu mệt thì em đi nghỉ chút đi." Ma Kỳ định gật đầu, lại nghe Tống Lạc Phàm ở trong lòng nói, "Ánh mắt ngây dại kỳ kỳ thể hiện rõ quá, nếu không nghỉ ngơi sẽ bị người ta nhìn ra mất." Ma Kỳ siết chặt ly rượu, Tống Lạc Phàm dám thầm mắng cô ngây dại. Hôm nay không làm mất mặt Tống Lạc Phàm trước mặt toàn thể mọi người, cô sẽ không làm người nữa. Nhìn thấy sát khí quen thuộc trong mắt Mạc Kỳ, Tống Lạc Phàm hoàn toàn không ý thức được nguyên nhân là nằm ở anh. Anh lần theo ánh mắt của cô nhìn qua, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi y hệt cô. Thấy bà chưa? Vừa mới nghĩ làm sao mà sát khí nặng vậy được, thì ra thấy gã vệ tinh vô danh. Cái gì? Vệ tinh? Mạc Kỳ còn đang nghi ngờ không biết Tống Lạc Phàm đang nói xàm cái gì. Một người đàn ông đã đi tới trước mặt, nhìn một cái, không biết là ai. Tống Lạc Phàm đã chủ động bắt tay đối phương. Tổng giám đốc Vương, sao lại đổi bạn gái rồi? Mạc Kỳ nhìn Tống Lạc Phàm bằng ánh mắt kỳ thị. Người ta đem theo bạn gái đến thì đụng chạm gì tới anh hả? Chẳng lẽ anh hâm mộ? Mắt thấy đối phương định nói chuyện với cô, Tống Lạc Phàm lại mở miệng. Xin phép được khuyên anh đến tuổi này rồi cũng nên ổn định, giống như tôi, tìm được người vợ tốt như thế này, hạnh phúc biết bao. Mà kỳ đây là muốn nói cho bà xã biết, anh chính là một tên sở khanh, một tuần thay tám bạn gái, không phải cái nhà làm gì có cửa so với cô. Đối phương rõ ràng là có mâu thuẫn với Tống Lạc Phàm, anh ta gật đầu, rồi đâm trọt vào trái tim Tống Lạc Phàm. Đúng là nên ổn định rồi, nhưng mà nghe bảo hai người đây đang tranh chấp sắp ly hôn. Tống Lạc Phàm nín họng Trong lòng anh đang giống Ai bảo chúng tôi sắp ly hôn Tôi sớm đã biết cục si gùm như anh Thì không có ý tốt Ăn mặc như con công xòe đuôi ý. Không biết bà xã tôi ghét nhất là loại đàn ông Trên đầu đắp hai chục lớp giáp sao Khi Tống Lạc Phàm nói như vậy Mà Kỳ mới phát hiện ra Sáp tóc trên đầu giám đốc vương này Hình như hơi dư thật Trong lòng Tống Lạc Phàm vẫn tiếp tục Vậy mà còn dám nói Chúng tôi tranh chấp ly hôn định gây lục đục nội bộ hay gì lần sau sẽ cho anh làm nam phụ lót đường thậm chí anh còn đang suy tính cho vai nam phụ cho giám đốc vương tên thiểu năng giám đốc vương nhìn thấy tống lạc phàm không nói lời nào tỏ vẻ đắc ý ly hôn mà cũng không có gì kỳ kỳ cho dù ly hôn cũng có thể sống rất tốt ánh mắt anh ta rời về phía cô kỳ kỳ bên tôi có luật sư ly hôn rất ưu tú cô có nhu cầu thì có thể đến tìm tôi nhưng cô có quen anh ta đâu mà kỳ chưa kịp thốt ra câu này bởi vì tống lạc phàm sắp bùng nổ tới nơi ý đồ gì đó lại còn muốn giúp vợ tôi tìm luật sư ly hôn tức chết đi được thật muốn nói cho anh ta biết chúng mình không có ý định ly hôn hùng hăng vả vào mặt anh ta nhưng anh ta hình như nói đúng nếu kỳ kỳ vạch trần lời nói dối của mình trước mặt mọi người mình còn mặt mũi nào mà gặp ai lúc nghĩ xong lời này Tống Lạc Phàm còn nhìn cô một cái. Trong ánh mắt chứa ba phần bất bình, ba phần oán hận, còn có bốn phần cầu xin. Mà Kỳ quyết định phối hợp với Tống Lạc Phàm. Mất công anh lại phải vắt óc bịa ra kịch bản ngược thân ngược tâm cho mình. Mà Kỳ ôm chặt cánh tay Tống Lạc Phàm, mỉm cười nhìn về phía giám đốc Vương. Hai chúng tôi dẫn chơi ấy mà, anh cũng biết câu chuyện vợ chồng đầu giường cãi nhau rồi, sau này kết hôn anh sẽ hiểu. Tống Lạc Phàm sững sờ trong giây lát Tuy vậy trên mặt vẫn điềm tĩnh cười nhẹ Nhưng trong lòng đã sớm thét chói tai a à, kỳ kỳ đứng về phía mình Em ấy bênh mình Em ấy thật dễ thương Mình muốn hôn em ấy quá đi Mà kỳ lặng lẽ buông tống lạc phàm ra Ừ Tiếng chu chéo trong lòng anh lớn đến mức Khiến cho cô muốn điếc luôn Giám đốc Vương bình tĩnh nhìn hai người bọn họ mấy giây, kiếm cớ rời đi. Tống Lạc Phàm chủ động nắm lấy tay Ma Kỳ và hỏi có thật là em không ly hôn không? Mạc Kỳ muốn nói là xạo đó, nhưng lại sợ trước mặt bản dân thiên hạ mà trong đầu Tống Lạc Phàm lại viết ra cái đoạn cho cầu nổ tung. Ngay khi cô đang suy nghĩ làm sao để kiếm cớ qua mặt, thì trong lòng Tống Lạc Phàm lại xuất hiện suy nghĩ. Hình như đây là thời điểm hoàn hảo để hâm nóng tình cảm, mình có nên nói gì đó không? Thành thật mà nói, cô tò mò anh sắp nói ra cái gì tống lạc phàm khẽ nhíu mày hơi sầu não mình có nên thuận theo sở thích của em ấy không anh lại không nghĩ tiếp nữa nên cô không biết anh sẽ nói gì tiếp tò mò quá đỗi mà kỳ hỏi tống lạc phàm anh muốn nói gì với em mà kỳ vừa dứt lời tống lạc phàm lập tức tà mị cười người phụ nữ này cả đời em sẽ không thoát khỏi tay tôi càng khốn hơn là lúc anh thốt ra câu này vừa vặn có mấy người quen khá thân đi tới Tất cả đều bị người ta nghe không sót một chữ. Cô biết mà. Cô phải biết Tống Lạc Phàm này sẽ không sủa tiếng người. Mạc Kỳ tức đến mức muốn đá vô đầu anh ta hai cái. Ba người ở phía đối diện từng người một trêu chọc cô và Tống Lạc Phàm. Tổng tài bá đạo yêu tôi. Hai người rất biết nắm bắt xu hướng đó. Thiệt chứ. Xuyên đến mức tới sắp kẹo hoang rồi. Nghe nói gần đây hai người sắp ly hôn. Kỳ kỳ không phải định ôm bầu chạy đấy chứ muốn chết quá, mà kỳ vốn đã mất hết mặt mũi rồi, vậy mà tống lạc phàm còn chưa định buông tha cho cô. anh nhìn về phía ba người đối diện, nghiêm trang giải thích. vợ tôi thích phong cách này, dốc óc thiệt chứ. hồi nào vậy cha, giờ nào phút nào chỗ nào mà cô sủa là mình thích chuyện tổng tài bá đạo. ba người cười đến mức không thể thẳng lưng nổi, còn khen khẩu vị của cô rất độc đáo. hình như tống lạc phàm cũng cảm thấy có một chút mất mặt bởi vì cô nghe thấy trong lòng anh đang nghĩ tôi cũng cảm thấy thiểu năng lắm ầy chừng nào kỳ kỳ mới hết trẻ trâu để trưởng thành lên không còn thích tôi ra vẻ tổng tài bá đạo nữa đây anh là nhất nhất anh rồi anh làm cô mất mặt trước mọi người mà còn mặt mũi bảo cô trẻ trâu mà kỳ cố hết sức đè nén cơn giận đợi ba người quen đi xa rồi mới nghiến răng ken két nói tống lạc phàm em nói với anh là em thích tổng tài bá đạo hồi nào Tống Lạc Phàm mang vẻ mặt vô tội. Mỗi ngày em đều nói anh giống tổng tài bá đạo mà. Mạc Kỳ ôm chán, cảm thấy mình sắp tức đến xì khói. Em bảo anh trông giống thôi, chứ không phải là bảo anh bắt chước nói chuyện như tổng tài bá đạo. Nhìn ra cô tức giận, Tống Lạc Phàm à một tiếng. Vậy sau này anh không nói nữa là được. Cơn giận của Mạc Kỳ vừa mới giảm nhiệt một chút, chợt nghe thấy Tống Lạc Phàm ở trong lòng vui mừng nói. Kỳ kỳ cuối cùng cũng trưởng thành, trở về phải vứt tuyển tập những câu nói của tổng tài bá đạo mới được. Cô nghĩ đó là ý hay đấy. Trở về cô vứt nó chung với Tống Lạc Phàm luôn. Duyệt. Sau khi Tống Lạc Phàm vứt bỏ sách trích dẫn của tổng tài bá đạo, cô phát hiện cuộc sống tốt đẹp hơn trước. Không còn ở đâu khi nào cũng sợ phải đội quần nữa. Nhân lúc tâm trạng đang tốt, Mạc Kỳ quyết định cũng làm gì đó cho Tống Lạc Phàm vui. Cô nấu cho anh một bữa sáng thịnh soạn, Tống lạc phàm rất vui. Dạ, yeah, cuối cùng mình cũng ăn được bữa sáng bà xã nấu. Mình thật hạnh phúc. Mình muốn hét lên cho cả thế giới biết. Không biết còn tưởng rằng bình thường cô bỏ đói anh không bằng. Ma kỳ gấp một miếng thịt sông khói cho tống lạc phàm. Ăn nhiều một chút. Nếu anh thích ăn, ngày mai em làm tiếp. Ngụ ý là bữa sáng cô làm không phải chuyện lạ hiếm có gì đâu. Đừng có mà đem đi khoe. Ma kỳ còn tưởng tống lạc phàm sẽ vui vẻ gào thét trong lòng ai ngờ anh lắc đầu vất vả lắm lâu lâu là một bữa được rồi hả chẳng lẽ không ngon tống lạc phàm ở trong lòng bổ sung một câu kỳ kỳ mỗi ngày đều ngủ đến 10 giờ em ấy làm bữa sáng thì không được ngủ nướng nữa vất vả lắm mình không nỡ á à, à cô phải nhìn anh bằng con mắt khác nha ma kỳ chợt thấy xúc động đậy nên khi tống lạc phàm chuẩn bị đi làm ôm anh một cái người tống lạc phàm cứng đờ hơn nửa ngày anh mới giơ tay lên xoa đầu cô. Em về phòng ngủ thêm đi, chiều anh mang bánh ngọt về cho em ăn. Mạc Kỳ gật đầu. Đợi đến khi Tống Lạc Phàm đi ra, cô mới chậm rãi đưa tay che lấy tim mình. Mạc Kỳ đột nhiên phát hiện ra, hình như cô ngày càng thích Tống Lạc Phàm. Nhận ra điều này, cô không thể ngủ được, thậm chí có đôi khi còn nhớ tới Tống Lạc Phàm. Mạc Kỳ muốn gặp anh. Sau khi lăn qua lộn lại 180 lần trên giường, cô vẫn không nhịn được trong lòng muốn gặp Tống Lạc Phạm Vì vậy cô mặc chiếc váy đẹp nhất của mình Và đi đến công ty thăm Tống Lạc Phạm Tống Lạc Phạm ngồi ở trước bàn làm việc Trên tay cầm bút Đang xem văn kiện Á à, đẹp trai quá Rất là tổng tài bá đạo Tống Lạc Phạm còn chưa thấy cô đã tới Trợ lý đang hỏi anh có muốn uống cà phê không Tống Lạc Phạm lắc đầu Lại bày ra vẻ đắc ý Buổi sáng tôi ăn bữa sáng do bà xã tôi làm Siêu ngon Hiện tại không muốn uống cà phê dở hơi đến buồn cười. Đã bảo anh không được ra ngoài khoe rồi mà. Trợ lý hùa theo lời anh và nói. Được ăn món người yêu nấu quả thật rất hạnh phúc. Dường như đã đụng trúng nút phát thanh của Tống Lạc Phàm. Còn có, hai ngày trước em ấy mua cho tôi cà vạt mới, toàn là kiểu tôi thích. Ê, anh nói thử xem, có phải em ấy cũng rất am hiểu sở thích của tôi không? Mà kỳ thực sự không thể chịu được nữa, đẩy cửa vào. Lại để Tống Lạc Phàm nói tiếp có thể anh còn muốn đem chuyện ngày hôm trước cô giót giúp anh một ly nước cả chuyện hôm qua giúp anh phối đồ nói hết ra quá sẽ thành một tên não tàn bị tình yêu quật chứ không còn là tổng tài bá đạo nữa nhìn ma kỳ đi vào trên mặt tống lạc phàm trợn hoảng hốt Á, à, mình khoe khoang mà còn bị bà xã bắt gặp em ấy sẽ không cảm thấy mình thiểu năng đấy chứ làm sao bây giờ hu hu sau này mình phải tém tém lại thôi Trợ lý nhìn thấy dáng vẻ này của Tống Lạc Phàm, che miệng cười trộm, xoay người đi ra ngoài. Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm của cô, 10 phút sau, toàn bộ công ty sẽ biết rằng hôm nay ông chủ được ăn bữa sáng vợ làm. Nhưng cũng chỉ vài giây sau, Tống Lạc Phàm đã khôi phục dáng vẻ như thường ngày. Cô trêu anh, em làm bữa sáng ngon tới vậy sao? Mặt Tống Lạc Phàm có chút đỏ, không lên tiếng. Đúng là rất ngon, nhưng bị kỳ kỳ bắt gặp mình ra đường ăn nói luyên tuyên, mất mặt quá chật diễn biến tâm lý phong phú quá ta mạc kỳ đang nghe lén diễn biến nội tâm của tống lạc phàm chợt nghe anh hỏi cô sao đột nhiên lại đến công ty tìm anh mạc kỳ nói nhớ anh nên muốn đến thăm anh lạch cạch một tiếng cây bút trong tay tống lạc phàm rơi xuống bàn cứu tôi với kỳ kỳ lại nói nhớ mình chắc sáng nay mình ngủ dậy chưa hết mơ cô tức giận lườm anh một cái một lúc lâu sau tống lạc phàm mới mở miệng vậy vậy em chờ anh một lát anh xử lý câu chuyện xong sẽ dẫn em ra ngoài chơi ngoài miệng nói như vậy nhưng cô phát hiện mỗi khi anh đọc một dòng sẽ lén nhìn cô một cái năng suất cực kỳ thấp không chỉ có thế trong lòng tống lạc phàm còn viết ra tình tiết ngọt sâu răng tôi đột nhiên phát hiện bản thân nhớ tống lạc phàm chịu không nổi cho nên chạy đến công ty tìm hắn tống lạc phàm ngạc nhiên đến vui sướng dẫn tôi đi khu vui chơi khi đu quay lên đến đỉnh Tôi chủ động hôn Tống Lạc Phàm Bởi vì tôi nghe nói Hôn môi ở nơi cao nhất của đu quay Sẽ yêu nhau cả đời Mà kỳ nghe quá trời quá đất thứ Tài viết văn của Tống Lạc Phàm Ảo diệu thật đấy Nhưng một giây sau Suy nghĩ nội tâm của Tống Lạc Phàm đã thay đổi Tống Lạc Phàm nghĩ Đúng vậy Hình như mình và Kỳ Kỳ chưa từng đi công viên giải trí cùng nhau Hay là hôm nay dẫn em ấy đi đu quay đi Em ấy chắc sẽ vui lắm nhỉ nếu như cô đoán không lầm, giờ phút này Tống Lạc Phàm đang tính toán kỹ lúc nào sẽ được hôn. Đáng tiếc. mà Kỳ lết nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời âm u, sắp mưa. Tống Lạc Phàm cũng để ý thấy, trông không vui tẹo nào. Á à, á, à, vì sao mà mưa? Hiếm lắm mới có dịp kỳ kỳ đến công ty thăm mình, không thể đổi ngày mưa hay sao? Dự báo thời tiết nói rõ ràng hôm nay không có mưa, lát nữa chắc sẽ sáng lại nhỉ một giây sau cơn mưa với từng hạt to như hạt đậu đổ xuống bên ngoài trời mưa lớn đến nỗi cô không thể về nhà nên đành nằm trên ghế sofa vẽ vời tống lạc phàm còn đang nhìn lén cô kha kha may mà mình chuẩn bị họa cụ cho kỳ kỳ bằng không em ấy sẽ phát chán mất ánh mắt của anh quá nóng rực mà kỳ ném cọ vẽ trong tay sang một bên không thể vẽ được nữa vốn cô định vẽ dáng vẻ tống lạc phàm lúc nghiêm túc làm việc nhưng ánh mắt của anh cứ nhìn về phía cô không thể vẽ ra được gì tống lạc phàm không hiểu lắm hỏi cô vẽ xong rồi sao có muốn anh tìm gì khác vui vui cho em làm không mặc kỳ lắc đầu tống lạc phàm anh làm việc chăm chỉ đi đừng có nhìn em anh nhìn em như vậy em không thể vẽ được tống lạc phàm lập tức thu hồi ánh mắt kỳ kỳ đang vẽ mình em ấy đang vẽ mình trước kia kỳ kỳ từng nói em ấy rất thích vẽ cho người mình yêu Ôi chao, em ấy yêu mình. Không được, mình không thể nhúc nhích nữa. Phải nhịn lại, nếu không kỳ kỳ sẽ không vẽ được. Tống Lạc Phàm ngồi tại chỗ lén lút tạo dáng. Cứ vài giây trôi qua, anh không nhịn được lại liếc mắt nhìn cô. Vẽ xong chưa nhỉ? Vẽ tranh có mệt không? Hai, thật muốn nhìn xem mình ở trong tranh kỳ kỳ trông như thế nào. mà Kỳ quay xong nét cuối nhưng không cho Tống Lạc Phàm xem. Bởi vì ở mặt sau của bức tranh, cô để lại một cụm Tình yêu của tôi Quý vị khán thính giả đang nghe chuyện được đăng tải độc quyền duy nhất trên kênh youtube Nghe audio chuyện ngôn tình qua giọng kể của Hạ Vũ Nhà máy phát sinh vấn đề gì đó và cô phải đi một chuyến công tác khẩn cấp Lúc Tống Lạc Phàm về đến nhà thì nhìn thấy Mạc Kỳ đang thu dọn hành lý Anh đứng ở cửa nhìn cô mà không thốt nên lời Sao Kỳ Kỳ lại bắt đầu thu dọn hành lý rồi? Gần đây mình không chọc em ấy giận mà, làm sao bây giờ em ấy sẽ không ly hôn với mình chứ giờ mình nên nói cái gì mới giữ kỳ kỳ lại được đây mạc kỳ quay lại nhìn là tống lạc phàm không chịu mở miệng hỏi mà cứ nhao nhao ở trong lòng là sao tống lạc phàm bất ngờ đối diện với ánh mắt của cô tay chân luống cuống sao đột nhiên em lại thu dọn hành lý nghĩ đến diễn biến nội tâm vừa rồi của tống lạc phàm cô không khỏi thấy buồn cười muốn trêu anh một chút à em cảm thấy chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian. Nói xong cua kéo vali chuẩn bị rời đi. Tống Lạc Phạm vội vội vàng vàng túm lấy cái vali. Chờ đã, tại sao phải tách ra? Nhìn anh cuối cùng cũng không còn giữ được bộ mặt trơ trơ nữa. Khóe môi cô không nhịn được nhếch lên. Lúc trước em nói ly hôn, anh không đồng ý. Vậy thì chúng ta tách ra trước đã. Mạc Kỳ thừa nhận, trong lời này có kèm theo chút giận lẫy. Ai bảo hôm qua anh hứa mang bánh về nhà, nhưng sau đó lại quên mất chứ. Tống Lạc Phàm nhìn cô, diễn biến nội tâm lại trở nên sôi nổi. Không phải đã nói là không ly hôn sao? Mình đã phạm sai lầm gì ư? Ai đó hãy đến mách nước với. Mặc Kỳ nghe trong lòng Tống Lạc Phàm suy đoán nguyên nhân loạn cào cào lên, nhịn cười. "Gạt anh đó, nhà máy gặp một ít vấn đề nhỏ nên dẫn đến một chút sai sót, em đi tầm 3 ngày sẽ về." Tống Lạc Phàm mím môi, càng không vui. "Cái gì chứ?" tự nhiên phải đi công tác ba ngày. Vậy là bắt mình phải sống cảnh vườn không nhà trống sao? Không muốn đâu, ngủ một mình lạnh lẽo cô đơn lắm. Hay mình nhét bản thân vào vali, lén đi theo kỳ kỳ được không nhỉ? Mặt mà kỳ đen lại. Anh ơi, có chồng hoa nào nghĩ đến việc nhét bản thân vô vali hả? Chưa tính tới anh có vượt qua được kiểm tra an ninh hay không? Nhà bọn họ có cái vali lớn nào như vậy hả? Mạc Kỳ nhớ mày nhìn Tống Lạc Phàm anh có muốn đi cùng em không tống lạc phàm lại nghĩ kỳ kỳ còn mời mình đi cùng em ấy quả nhiên không thể rời khỏi mình nghe nói cách hiệu quả nhất phải là từ chối rồi mới chấp nhận nếu mình trực tiếp đồng ý kỳ kỳ chắc sẽ thấy mình đu bám em ấy quá vì thế tống lạc phàm lắc đầu công ty còn rất nhiều việc anh không đi được wow người anh em sống hai mặt chi vậy ạ à? mặc kỳ không thèm nói chuyện với tống lạc phàm nữa Xách hành lý chuồn luôn Anh cứ cứng miệng đi Có ngày mất vợ như chơi Phía sau truyền đến tiếng lòng của Tống Lạc Phàm Á à, hình như kỳ kỳ giận rồi Vừa rồi đáng lẽ mình nên đồng ý chứ Mạc Kỳ tăng tốc độ Ngủ chết đi được Ngủ một bình lạnh chết anh luôn đi Mạc Kỳ vừa đến nơi Tống Lạc Phàm đã đúng giờ gửi tin nhắn tới Vạn vẹn bao gồm vấn đề là ăn gì Ăn chưa Vấn đề giải quyết được không Mạc nhìn chằm chằm vào điện thoại di động và cười khẩy. Mỗi ngày trong lòng múa may quay cuồng mà đến lúc nói chuyện thực tế thì tích chữ như vàng. Cô sẽ không quay về với anh đâu. Lúc đầu, Mạc bận giải quyết công việc trong nhà máy nên không có thời gian để ý đến tống lạc phàm. Nhưng xử lý xong công chuyện, cô liền thấy hơi buồn bực. Đã mấy ngày không nghe được tiếng lòng của Tống Lạc Phàm Không biết hai ngày nay Anh đang nghĩ cái gì Mạc Kỳ nhìn chằm chằm vào tin nhắn điện thoại di động của cô Cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ dừng lại ở lúc Tống Lạc Phàm hỏi cô khi nào về nhà. Anh sẽ đến đón cô. Mạc Kỳ trả lời. Anh hỏi nhiều quá nhỉ? Ừ, sao? Nhớ em không? Cô chờ. Cuối cùng cũng không đợi được Tống Lạc Phàm trả lời. Cô tắt điện thoại đi. Cô quyết định làm một chuyến nghỉ mát ở đây. Tuyệt đối không thèm về. Chơi mấy hai ngày mà cô đã có một chút nhớ nhà. Không biết vì sao Tống Lạc Phàm đã mấy ngày rồi không chịu nhắn tin cho cô lòng chợt thấy không muốn về nữa. Mà kỳ nằm sấp trên giường lớn của khách sạn, lăn qua lăn lại, nhàm chán muốn xỉu. Đột nhiên giọng nói của Tống Lạc Phàm truyền mạch lạc vào tai cô. Đã hai ngày rồi, khi nào mới xuất hiện trước mặt kỳ kỳ được đây? Hiện tại em ấy đang tức giận. Nếu mình xuất hiện, em ấy có đá văng mình không? Kỳ kỳ khi nào mới phát hiện ra mình vậy kìa? Mà kỳ nghĩ là mình bị ảo giác, thầm mắng bản thân mình mất giá quá, tự nhiên nhớ tới tên lắm chuyện kia làm gì. Anh còn không coi cô ra ký lô gì. Cô muốn phất lờ giọng nói đó, nhưng làm thế nào cũng vẫn nghe rõ một một. Hay là mình mạnh dạn chủ động xuất hiện. Không biết kỳ kỳ thấy mình sẽ phản ứng như thế nào. Ui dào mặc kệ, người gan chết no, người hèn chết đói mà. Mặc dù biết không có khả năng Tống Lạp Phàm xuất hiện ở chỗ này, nhưng cô vẫn mở cửa. Tống Lạp Phàm đứng ở cửa, ra chiều đang dối dám lắm nhìn thấy cô tay anh khựng lại giữa không trung rất lâu sau mới buông xuống sao em lại đến chỗ này công tác thế anh thậm chí còn tỏ vẻ ngạc nhiên cô trợn mắt trường anh có diễn thì cũng đừng diễn giả chân như thế chứ anh trai rõ ràng cô đã gửi định vị chỗ này cho anh mà cô hỏi anh anh đang làm gì đó tống lạc phàm lại bắt đầu xoắn suýt kỳ kỳ là đang có hứng hay mất hứng rồi không thôi mình nói mình tình cờ đến đây công tác đi nhưng mà nghe có giả chân quá không nhỉ thôi bỏ đi vẫn nên giả chân chút nếu em ấy chê mình thì mình vẫn còn đường để vớt vát tí mặt mũi tống lạc phàm mở lời anh trùng hợp cô ngắt lời anh tống lạc phàm nếu anh còn giả chân với em thêm một câu hai chúng ta bay về ly hôn ngay và luôn tống lạc phàm bị mạc kỳ dọa sợ nín thinh một hồi lâu sao lại muốn ly hôn nín nhịn nhiều ngày như vậy cô thực sự không nhịn được nữa cũng không muốn nhẫn nhịn. Chúng ta kết hôn lâu như vậy mà chưa lần nào anh nói ra lòng mình với em, dù trong lòng anh có thích cả vạt em tặng cũng chẳng chịu thể hiện ra. Anh thà đi ra ngoài khoe bữa sáng em làm cho anh, cũng không muốn ở nhà biểu hiện xíu xiu vui vẻ nào ra mặt. Tống Lạc Phàm, em không nghe được tiếng lòng người khác, cũng không có biết thuật đọc tâm, anh cái gì cũng không chịu nói, làm sao em tin được là anh muốn ở bên em? Bởi vì anh chưa từng trực tiếp hồi đáp lại nên em nào có dám nói thích anh lúc anh đối mặt với em thì khó nói thành lời lắm sao nếu cô không đọc được suy nghĩ của anh cô sẽ mãi cho rằng tống lạc phàm không thích cô sau đó vắt óc tìm cách ly hôn mà trong khi lòng anh vẽ ra nhiều kết cục thê thảm như vậy mà lại không chịu nói to rõ ràng rằng anh không muốn ly hôn âm thanh quen thuộc xuất hiện trở lại trở đã chưa tiêu được tình huống lắm kỳ kỳ mong mình có thể bày tỏ với em ấy suy nghĩ của mình thì ra em ấy không chê mình lắm điều Còn có Em ấy nói em ấy thích mình Chờ đã Em ấy nói em ấy thích mình Mắt thấy cái nội tâm lến thoáng lại sắp bùng nổ Cô tức muốn chết luôn Anh sợ nói chuyện với cô sẽ lãng phí nước bọt hả Cái gì cũng lên lút nói trong lòng Giờ cô lại thấy kỹ thuật đọc tâm thật phiền Từ bỏ việc nói tiếp với Tống Lạc phàm, Cô đưa ra tối hậu thư cho anh Em thấy anh cũng không có gì muốn nói với em Vậy cũng tốt Đợi ly hôn lần trước vẫn còn Anh quay về ký tên đi Chúng ta tranh thủ thời gian đi làm thủ tục Cô không muốn sống cả đời Với một kẻ suốt ngày im thiên thít Lần này Tống Lạc Phàm Không còn kịp suy nghĩ trong lòng nữa Anh nắm chặt tay cô Anh vẫn luôn cho rằng em kết hôn với anh Vì mục đích thương mại Sợ nói cho em biết lòng anh Thì em sẽ thấy anh phiền Anh không nghĩ tới đó giờ em vẫn không ngại anh phiền Mạc Kỳ lau nước mắt Và quay mặt đi tránh ánh mắt Tống Lạc Phàm Chẳng lẽ anh không biết Nghe người yêu lại nhài cũng là một loại hạnh phúc sao Tống Lạc Phàm thấy cô tức giận Cũng nóng nảy theo Anh thề Anh thực sự rất yêu em Em mua cả vạt cho anh Anh vui đến mức cả đêm không ngủ Lúc em nói thích tổng tài bá đạo Anh xem hơn 10 quyển tiểu thuyết Mới học được những câu đó Anh thề với em Anh thật sự chỉ là sợ em thấy anh phiền mới không nói ra Sớm biết em muốn nghe Anh có thể nói 24 giờ không ngừng luôn này thì chê nha, nhưng mà... Cô quay đầu chừng anh. Anh nói lại cho rõ coi. Em nói em thích thể loại tổng tài lạnh lùng băng giá. Hở một cái là người phụ nữ này em thành công thu hút sự chú ý của tôi hồi nào hả? Trong ánh mắt Tống Lạc Phàm hiện ra sự ngu mục một cách ngây thơ. Lúc em học cấp 2, nói sau này em nhất định phải cưới một người đàn ông như vậy. Anh ghi nhớ suốt 10 năm. Mà kỳ thấy mình sắp xỉu ngang rồi đó mười năm trước mà anh còn nhớ hồi tiểu học cô còn muốn mở hậu cung luôn đó mà kỳ trịnh trọng tuyên bố khi đó hoàn toàn là do còn nhỏ không hiểu chuyện bây giờ em nghe thấy ba cái đó là quê muốn đội quần cho nên năn nỉ anh sau này đừng có nói nữa tống lạc phàm thở phào nhẹ nhõm vậy thì tốt mỗi lần thốt ra mấy câu đó anh đều thấy mình như thằng thiểu năng cô lườm anh một cái bản thân anh cũng cảm thấy xấu hổ tại sao anh cảm thấy cô thích được tống lạc phàm ôm mà kỳ một lần nữa xác nhận với cô sau này cái gì anh cũng sẽ nói cho em nghe em sẽ không chê anh phiền đúng chứ mà kỳ vẫn quyết định thận trọng hơn không nha thí dụ như chuyện anh muốn đi vệ sinh thì không cần nói với em như là lúc em làm bữa sáng cho anh anh phải khen em lúc em mua đồ cho anh anh phải bày tỏ là anh rất thích tống lạc phàm gật gù sau đó anh hỏi cô vậy tối nay anh ôm em ngủ được không nằm một mình lạnh lắm ngủ không được cô vùi đầu vào lòng anh lý nhí một tiếng ừ tống lạc phàm vui vẻ cúi đầu hôn lên mà kỳ không biết cửa phòng đã đóng lại từ lúc nào điều duy nhất cô còn biết là đêm đó tống lạc phàm không ngừng nói vào tai cô anh yêu em cô chợt cảm thấy hơi hối hận đáng lẽ không nên bảo tống lạc phàm là cô mua cái gì cho anh anh cũng phải nói rất thích vì từ sau ngày đó, Tống Lạc Phàm liền biến thành chiến thần khen ngợi, chúa tể nịnh hót, ông hoàng ngôn từ. Ngày nào cũng vắt óc tìm lời khen ngợi cô. Cô làm cho anh một bữa ăn sáng, anh khen cô xinh đẹp tốt bụng. Cô mua cho anh một bộ đồ, anh khen cô xinh đẹp và có mắt nhìn. Ngay cả khi cô sinh cho anh một cô con gái, anh cũng phải khen là gen của cô trội quá, sinh con ra cũng xinh đẹp như cô. Mà kỳ nhìn Tống Lạc Phàm thay tã cho con gái, mỗi lần anh khen em em đều muốn đấm anh tống lạc phàm ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên oa vợ yêu đúng là văn võ song toàn ý cô là anh đừng khen kiểu xạo chó đó nữa mà kỳ cảm thấy tống lạc phàm đang khen đều khen cho có lệ thôi nên cô đã tức giận tống lạc phàm nhanh chóng nhận ra ngồi xuống bên cạnh cô cô đoán anh muốn khen cô đáng yêu ngay cả khi cao có cô chừng mắt nhìn anh không cho anh nói tống lạc phàm tiến lại gần hôn cô một cái lần này cô lại nghe được tiếng lòng của tống lạc phàm bà xã mình hôn thật đã khà khà mình muốn hôn em ấy mỗi ngày luôn thanh âm bên tai vừa mới biến mất tống lạc phàm lại hôn lên cô từ bỏ phản kháng bỏ đi ai bảo anh vừa khen cô chứ cô chỉ không thích khen lộ liễu thôi quý khán thính giả vừa lắng nghe chọn bộ câu chuyện của số phát sóng kỳ này nếu yêu mến giọng đọc của hạ vũ hãy cùng để lại cảm nhận bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới cũng như nhấn like chia sẻ video và đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ lịch phát sóng mới nhất trên kênh cảm ơn khán thính giả đã chú ý lắng nghe và theo dõi hạ vũ và ekip kênh truyện xin mến chào và hẹn gặp lại